500 người thu dọn đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm. Sau 9 ngày trưng bày phục vụ người dân đón Tết Du Xuân vào lúc 19 giờ tối nay, mùng 6 tháng 2, Ban Quản lý đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 đã đóng cửa dọn dẹp hoa, các tiểu cảnh để trả lại mặt phố đi bộ Nguyễn Huệ. Trong 9 ngày hoạt động, đường hoa Nguyễn Huệ 2022 đã có khoảng 350.000 lượt khách tham quan, tăng 440% so với năm 2021. Số lượng khách tham quan đông vào buổi chiều và tối. Ban tổ chức từng phải tạm thời đóng cửa đường hoa để đảm bảo số lượng khách bên trong theo yêu cầu phòng dịch. Trong quá trình diễn ra sự kiện, công tác tổ chức, công tác phòng dịch tại hai cổng vào được thực hiện xuyên suốt, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Trong tối mùng 6 tháng 2, những loại hoa, giỏ hoa còn có thể tái sử dụng được các đơn vị thi công là làng du lịch Bình Quế, thuộc Saigon Tourist Group và công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Công viên Cây Xanh thành phố vận chuyển về trưng bày tại làng du lịch Bình Quế và các khu nuôi trồng, dưỡng hoa thuộc Công viên Cây Xanh thành phố. Các vật trang trí còn lại được chuyển về làng du lịch Bình Quế và Công viên Văn hóa Đầm Sen để trưng bày. Có hơn 10 đơn vị với khoảng 500 nhân sự tham gia thu dọn đường hoa Nguyễn Huệ. Công tác thu dọn dự kiến hoàn thành trước 6 giờ sáng mùng 7 tháng 2. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.